số những anh kiếp cận với những nhà chính trị á, thì nói rằng này ảo tưởng, nhưng mà quý vị nhìn lại lời Kiệt nói là bề trên, là thánh thần nói đâu chúng đó. Cho nên tiền Việt Nam thành tiền giấy và sẽ có chết đói và sẽ có nạn chiến tranh kế tiếp. Rồi lúc đó đó Đức Thầy xuất hiện á, thì những người đó mới căng cái mồm hết dám nói luôn. Còn bây giờ á, họ chưa chết, họ chưa biết sợ, họ cứ nói gì họ cứ nói. Kiệt không phải là bố láo bao que, Kiệt thương nước Việt từ cái tận đáy lòng. Kiệt chân thành, Kiệt không có muốn nước Việt nhiều sự đổ nát, cũng giống như những cái nước khác. Kiệt đã từng xin cái mùa Covid rồi kia cho nước Việt bớt có chết nhiều người, giống như Indo hay là Ấn Độ. Kiệt cũng đã từng xin cho nước Việt, đúng ra nước Việt bị nhiều nhiều nạn lắm, nhưng mà cứ mỗi lần Kiệt biết được có nạn, Kiệt xin cho Bác Trọng có sức khỏe để mà làm cái bản lời cầu què cầu quạt với Trung Cộng để cho nó đừng có nghiếp mình. Chứ giờ trẻ là nó sức mạnh mà nó tham tiền nữa là thôi Trung Cộng mua chuộc của nước Việt mình càng chết nữa. Nó nhiều sử dụng Kiệt xin lắm. Cho nên nước Việt cái xìu ảnh ảnh, chết thì không chết mà sống thì không sống, quý vị thấy không? Đã được phong ấn rồi, phong gào lại rồi, nó không có thê thảm như Bắc Hàn bây giờ mỗi ngày chết đói biết nhiêu nghìn nghìn người. Không biết ngày nơi Bắc Hàn chết đói nhiều lắm á, hiện giờ luôn á. Cho nên Kim Jong Un có nhiều đạn đem ra bắn hết rồi, không có giống như Ukraine, một cái nước quốc gia thành phố cực kỳ đẹp, mà hôm nay cái tự nhiên cái thành ra binh địa đó, là những cái đó là do có một cái thế lực, có một cái tự nhiệm màu thế giới vô hình che chở cho mình. Đó là Kiệt và Đức Thầy đang lo, rồi Hồn Thiên Sông Núi cũng đang lo, còn mấy đại ca mình với dân của mình cứ chơ chơ ngơ ngơ không có hiểu gì hết, không không biết thì dựa cọc mà nghe con ếch ngồi đáy giếng, mà đụng chút cái nặng lời cái đồ bố láo ba que. Quý vị có thể chửi Kiệt, Kiệt cứ xin, nhưng mà Kiệt xin theo cái nickname thôi. Nếu mà cái nickname nó không có trúng tên á thì ở bên đó đó bị cái gì thì cũng không bảo đảm nha. Kiệt lúc nào cũng khấn cho mỗi người nào mà chửi Kiệt, nhưng mà Kiệt xin theo cái nickname chứ đâu biết tên thiệt đâu. Cẩn trọng thân khẩu ý. Coi chừng cái miệng mồm á. Kiệt là người thiệt, quý vị là người ảo. Quý vị cứ nghĩ ngược lại, Kiệt là ảo, Kiệt không có ảo đâu quý vị. Kiệt là thật, cái nhìn mặt này có giống ảo không? Xong nói chuyện cái này á, còn phải vô hãng họp hành với mấy thằng Mỹ nữa, về di mạch á, chứ không phải mà rảnh lên đây ngồi nói chuyện đâu. Nhưng mà nhiệm vụ phải nhắc, nhắc là về vài tuần nữa Kiệt lập đàn tràng để Kiệt khấn cho nước Việt, thì Kiệt cũng mong không phải có ba cây nhang của Kiệt mà khấn được đâu, cũng phải cần thêm 100 triệu cây nhang của bên bển nữa, và tất cả các con họ thiên muốn tạo công đức thì ngay lúc này thì phải xin, chứ đợi chuyện mà nó xảy ra rồi xin gì nữa, lúc đó là chạy giặt suốt quần luôn á, cơm không có ăn nữa, nhang ở đâu có mà đốt. Hôm nay còn làm được gì cứ gắng làm trước đi. Đó là những lời chân tình của ngày hôm nay, của cái clip hôm nay về chiến tranh. Bữa hổm cái clip M213 là về nạn đói phải không? Tại sao? Để mà cho nó có cái mô hình trên đây nè, để cho quý vị có cái khái niệm, để quý vị biết được là anh Kiệt cũng có nhắc mình rồi đó nghe. Nếu quý vị nào ở ngoài kia có duyên với Kiệt thì coi lại hết 3 4 năm. Một người hiện giờ đang vô không có từng coi theo cái clip số 1, không có theo dõi 3 4 năm nay, tự nhiên đâm cái rầm ra coi cái clip số 214 này thì bảo đảm là sẽ tức cười, nhưng mà cũng khoan hả cười nha, cười mỉm chi thôi, cũng phải nghiên cứu mà hả cười hả họng nghe. Rồi sau đó Phan hết chửi,
tại chửi là khẩu nghiệp lấy lợi không có được. Cái gì cũng phải chậm chậm á, người khôn á là phải nghiên cứu vừa hãy chửi, chứ không phải không có vừa đâm ngang hông ra 2017, 2018 không có biết, không có theo dõi từ năm 2017, 2018 mà tự nhiên đến năm 2023 ngày hôm nay cái coi cái đó rồi chửi liền tại chỗ thì đừng có nên vậy nha quý vị. Thì cũng từ bi sinh quá trời luôn rồi đó. Bữa nay đeo cọng chuỗi ngọc này ngọc thiệt. Để mà cộng cộng này nó có cái điểm mạnh lắm, tại vì hồi xưa là lúc mà cái này á, kiệt sinh điển của mẹ cũng từng đeo trên tượng của mẹ, rồi hôm nay cái kiệt đeo lại để mà blessing, để mà xin cho thế giới. Nhiều người nói tôi theo dõi anh là lúc đó anh còn mặt baby, mặt trẻ, hôm nay mặt nổi nhăn rồi phải không? Nhăn là phải, nếu mà quý vị đóng vai như Kiệt đi, biết mỗi ngày chuyện gì sắp xảy ra mà mình làm, mình lo không tới, mình cứ ấy hoài á, mình buồn không? Buồn nhiều á thì nó nhăn nhiều, nhưng mà phải ra mạng, phải nói chuyện để cho mọi người có sự hiểu biết. Nhờ cái clip hồi 2013 hồi tuần rồi Kiệt nói thì nhiều người á, mới bật ngửa ra là à, thì ra 2 triệu người chết nó có liên hệ với cái đảng Cộng sản bây giờ. Tại Việt Minh tức là đảng Cộng sản bây giờ, biết không? Ở miền Nam á, thì có lúa gạo để cứu anh em mình ở ngoài Bắc. Nhưng mà ngược lại một số người á, không có cho vận chuyển ra. Vận chuyển ăn nhiều á, là đột kích, tập kích để mà cho gạo lúa đừng có tới tay người đang chết đói, thì đó cũng có một phần tội ác á. Ngoài cái thằng Nhật ra với Pháp thì thế hệ trẻ cần phải biết mấy cái này, và thế hệ trẻ cần phải biết là mình ngoài cái chuyện đi coi sơ bích, coi Đàm Vĩnh Hưng, mình cũng cần phải biết là ngày mai mình ăn cái gì á. Ngày mai Biển Đông dậy sóng á, gia đình mình á, có tiền cho mình đi ra cá độ đá banh hay là đi coi ca nhạc sơ bích vui hay không, mình cũng phải hiểu một chút, chứ không phải ngày nào mình cũng ra quán cà phê rồi ăn nhậu ngồi tán dóc ngoài đó, mình không biết chuyện gì xảy ra. Thiệt là buồn cho tuổi trẻ nước Việt. Rồi cái lo lo quá, những cái kênh này á, nói chuyện á, không có nhiều người nghe, mà mấy cái chuyện gọi là không đáng gì á, là giống như một công an bắt bé thổi lửa thôi là 5 triệu người vô coi. Nghe đó quý vị ngồi thấy buồn cho cái chúng sanh vô minh không? Cái chuyện đáng nghe, đáng hiểu mình không hiểu, mà cái chuyện mà không mình háo động này nọ đó, trời ơi, nhất là anh Khoa lắc đồ ăn uống sang trọng đồ á, thì cách triệu triệu đứa nó vô, mà trong khi cái tương lai và cái cột trụ của nước Việt á nó nằm trong tay của mấy đứa đó, mà giờ nó không biết gì hết. Còn mình giờ mình già rồi, những thế hệ già cũng sẽ ra đi, giao lại cho nước Việt là đám này, đám nhóc này, mà đám nhóc này bây giờ nó giống như là zombie, không hiểu có phải là buồn không? Bờ trên rất là buồn á. À, thêm cái anh Bùi Hiền nữa mới nhảy lên. Thêm bác Bùi Hiền á, kêu đổi tiếng Việt nữa để cho đừng biết lịch sử. Thì đầu đời á, Kiệt có đọc sơ sơ tóm tắt cái lịch sử. Tại khi đọc trên mấy cái điện thoại của Kiệt á, mấy cái số nhảy lên quầm lum á, cái đang đọc cái nó bị mất phải không? Dấu thiên tâm cũng hiện lên trên bầu trời Sài Gòn. Ngày hôm qua có một cái dấu hiệu hiện lên ở đâu nữa ta? Cũng ở Sài Gòn, bao nhiêu hiện tượng lạ đã xảy ra khắp hết rồi. Bây giờ cũng không biết nói làm sao để cho họ hiểu nữa.
Quanh Nguyễn cầu nguyện cho tổng 500 đi kì cầu chứ. Chỉ có ông Trump là một tổng thống rất là quật cường, ổng dư sức để mà làm cho ổng miễn tội trừ thưa kiện gì đó, ổng có thể làm nhưng mà ổng không làm, ổng chịu chơi vậy đó quý vị thấy không. Chưa có ông tổng thống nào mà chịu chơi như ông Trump. Nhưng mà ổng là thuộc về thiện thần của cha, cha gửi ông xuống để mà bình loạn cái trái đất này. Cái đảng Cộng Hòa lên thì là finish, finish có nghĩa là giống như hiện giờ là đấu nhau không, finish có nghĩa là cho ba phát đạn cuối cùng gì đó. Thì tất cả những thể chế vô thần cái tập chứng bình đều đi vào quá khứ, không còn tồn tại nữa. Những cái thể chế ác đó sẽ bị đảng Cộng Hòa tiêu diệt hết, trong đó có luôn cả phe Hồi giáo nữa. Thì đó là nhiệm vụ của ông Trump, nhiệm vụ của đảng Cộng Hòa đã thừa lệnh của Thượng Đế thì họ phải gán mà làm. Thì hôm nay gặp nạn chút chút đâu nhầm nhị, chuyện nhỏ như con thỏ, đừng có lo. Xưa giờ hại ổng bao nhiêu lần, cả ăn cắp lá phiếu cũng đâu có làm gì được, quý vị cứ yên tâm. Nên nhớ chỉ cái đảng Cộng Hòa mới đưa cái phe trục á, là cái phe vô thần á, đi vào quá khứ. Ngoài ra không ai có khả năng hết. Tại vì ngoài cái mặt hữu hình của mình, bên song song á, mặt vô hình của bề trên á, cũng đang chiến đấu với ma quỷ, tức là Satan á, để mà làm cho sạch sẽ trái đất này. Muốn cho sạch sẽ trái đất này thì mấy cái đầm lầy á, là phải tát sạch. Thì ông Trump có nhiệm vụ phải tát sạch cái đám đầm lầy ở Vân Đồn Bắc Vân Phong gì đó, phải hiện lên hết. Cũng giống như bây giờ tất cả những bệnh gì khi mình đi trị bệnh, ung thư hay là cancer, bệnh ung thư, thì phải ra hết. Những cái gì xấu xa hôm nay của cái quả địa cầu này đều phải lòi lên hết trong cái giai đoạn này, để sắp sửa bước vào một cái thời vàng kim, một cái thời đại cực kỳ là công bình, nhân ái và hạnh phúc. Cách đây 2 tuần Kiệt được lệnh nói là cái trái đất mưa thuận gió hòa, thì hôm nay Cali đầy đủ nước hết. Cả cái hồ 152 á, nó cạn queo gần mười mấy năm, hôm nay cũng đã có nước đầy đủ. Hôm nay Cali á, bông hoa phấn quá trời, cho nên Kiệt bị xỉn là hoa nó mọc lên đầy đầy núi hết, rất là tốt. Nước cũng đầy đủ, khí hậu bắt đầu trở lại bình thường để mà không còn bệnh tật nữa nha quý vị. Thì sau đó bắt đầu mới tới chiến tranh sắp sửa đến, thì hôm nay cái đề tài mình là chiến tranh. Cái thế trẻ Việt Nam bây giờ các em nên chú ý một chút là trong tương lai đó các em sẽ thích đá banh đó, mà mấy đứa nhỏ Việt Nam thích đá banh, mấy đứa sẽ đá banh với mấy anh dưới ô mặc sức mà đá lừa cho đã. Tại mấy anh đó cẳng nó nhỏ lắm, nó dễ đồ cũng hay lắm, thì lúc đó là dễ vậy nè. Còn bây giờ mà cứ chạy theo mấy cái náo nhiệt của Việt Nam hay showbiz rồi đó, phải bớt lại, bớt thì giờ cái đó lại, tập trung vào cái sự chết chóc của mình, gia đình của mình sẽ xảy ra chuyện gì ngày mai. Đừng có ăn hiếp những người cô thế, mình giàu cho mình con ông cháu cha hôm nay á,
không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời, nghe mấy con. Dầu cho cố ông nội mấy con á, là Lê Dĩnh hay là mấy ông bự ngày xưa đó, Phạm Nhân Đồng gì đó, thì tới đời các con là cũng hết rồi đó, hết phước rồi. Trừ khi mấy con biết cơ vận thì các con biết được thời cơ. Khi các con biết thời cơ, các con vận dụng thời cơ để lập ra cơ đồ trong tương lai. Trong tương lai nước Việt sẽ thay đổi, sẽ không còn thể chế cộng sản nữa. Đó là lời thật, việc thật. Mà mấy con muốn thích hợp với một cái thể chế mới á, mấy con đừng có chửi là bố láo ba que. Tại vì cờ vàng ba sọc đỏ, đó là bề trên đã chọn. Cờ vàng cờ đỏ ai nỡ bỏ vàng ba sọc ngang hàng, treo lại dinh độc lập. Nó không phải là chính trị, chú không phải là chính trị, chú là người ở bề trên. Cái trái đất này á, là của những cái người gọi là thiếu phước, cho nên ở lại trái đất này. Chú là người ở tầng trời 36, chú xuống đây để mà nhận lệnh của cha, để mà cứu các con, cứu nhân loại. Chứ nó không có liên quan gì nhiều với chú, nhưng mà vì chú thương các cháu, thương cái trái đất này, cho nên mới ngồi ở đây chót chót. Các con có vô minh một lần, hai lần, ba lần chú xin được, nhưng mà các con vô minh nhiều quá cũng hơi khó đó nghe con. Đó là lời thật, việc thật. Gán đi, gán bình tĩnh lại, phải tập thiền lại để coi cái ông nội này ông nói làm sao, ông nói có hữu ích không.